các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Mã nhãn với Honda Dream được lột xác bằng combo hiện đại. Các chiếc Honda Dream đã có mặt ở thị trường Việt Nam khá lâu, vì vậy ít nhiều gì cũng bị hư hại hoặc là xuống cấp đáng kể. Các chủ xe phải phục dựng lại tổng thể kia tiết máy cũng như ngoại hình chiếc xe cưng. Và bên cạnh đó chủ xe còn chi một số tiền là không hề nhỏ để trang bị làm ít đồ chơi cho em nó thêm chút thẩm mỹ và giá trị. Trang bị cụm công tắc Henewis có đa dạng nút tha hồ chủ xe chở cháu với những chức năng mà không cần phải rầu bị tìm vị trí cắt áo để lắp thêm công tắc rời. Và như mình nói ở trên đã có quá nhiều nút ở bên cụm trái nên chủ xe đã để luôn cái cụm công tắc phải để lấy khoảng trống, lắp cái cụm tăng tốc Domino để cút ngắn hành trình ra cho xe đi bay nhanh hơn so với dòng lợi dụng là cái cụm xin. Để che đi khoảng trống của kia đồng sắt bị lộ ra bên ngoài thì chủ xe tinh tế trang bị cho em nó một cái đồng hồ Kosobiba báo giờ nhiệt độ volt được đổi thông qua hiển thị một cái công tắc cao su kế màn hình. Lên phanh đĩa trước nhưng chủ xe đã không có dùng cái cụm tay thắng Dixon thông thường mà dùng là ben đạp Vision. Cái đoạn trên vẫn dùng là kéo cáp, khi qua đoạn cái ben đáp xuống ở tới dưới mới dùng là cái lực ép thì lực nhưng phanh đĩa thông thường, giúp cho xe trông là gọn gàng hơn, tránh được cái tình trạng là phải cắt khoét ở đầu đèn. Trang bị cho lực Hoylin kẹp sườn giúp đầu xe ổn định hơn cho độ cao, đặc biệt là trên những con đường hẳn. Các chân có được dùng là cái dòng của rim lùng 105 để chế vào cái sườn, phải canh chỉnh cũng là chấm hàng rất nhiều, những công đoạn không hề đơn giản đâu nhé. Hệ thống treo sau là phục nai thái, có được trang bị thêm cái cục đòn CC để phục được cao hơn. Nhìn xuống cái dàn chân trước đã được cấp ảnh quen thuộc, heo dầu Rainbow Bridge 2 bánh xứng của Nikkor được bắt vào hệ thống treo thông qua một phát heo được CC riêng biệt dành cho cái bột nhúm của rim, sử dụng cái size đĩa là 245mm và đĩa mà chiếc xe này đang đi là đĩa X1R đi kèm hết lòng CC. Sử dụng cái cổ bô titanium, chất liệu cái cổ này cho phép chiếc xe là chống được cái tình trạng hoang đĩa sau giảng dụng. Bên cạnh đó ngoại hình là 7 màu sắc pha trộn nhau giúp cho tạo một cái màu sắc cực đẹp cho phần giữa thân xe. Và không quên nói tới cái phần quan trọng nhất, trọng lượng em nó là giảm nhiệt nhanh hơn rất nhiều. Vario 110 độ rất khéo léo, phong cách của Ducati vừa mới ra mắt. Nếu các bạn là người yêu thích Vario hay lít độ thì chắc hẳn sẽ biết đến ngày bạn nữ đây. Điểm nhấn lớn nhất của bản độ này là cái bộ Titan pha Carbon kết hợp cùng với cái bộ giảm xóc xéo đặc lệch sát bên vô cùng phá cách, đầy chất chơi. Sử dụng cái đồng hồ Kosho phiên bản dành riêng cho cái dòng Vario Lit, sử dụng mà không cần chế cháo dây điện hay là bật cổ gì cả. Hiện nay cái dòng Kosho này có mức giá tầm khoảng là 5 triệu đồng, lắp vừa những dòng xe này mà không cần phải cháo, không cần chế bất gì kỳ, rất là tiện lợi và vô cùng đẹp với những cấp ảnh thông số hiển thị đều dưới dạng là LCD. Ta có thể chuyển cái chức năng hiển thị thông qua một cái nút nhỏ ngay ở góc màn hình. Phía bên dưới là chữ lực Hoylin kẹp cổ, tuy nhiên cái bản độ này chúng tôi cảm thấy lợi dụng là để làm kiểm là chính, vì không ai thấy một cái thiên thần nào thay thế được test tốc độ cả. Cái cặp đã thắng Distip, một thương hiệu đồ chơi đến từ Nhật Bản, đang được rất nhiều em chơi xe đã tin dùng, dù mức giá thành đánh giá là khá cao so cái mẫu của Rainbow Asset. Cấu tạo cũng như cái mẫu tay này được chủ xe bắt thêm cái ổ chứa dầu trời thì bên ngoài và nó đến từ hiệu của AM. Trang bị cụm tăng tốc Domino đem lại cho chiếc xe cưng cái sự bứt tốc là tốt hơn với những dây đề ban đầu. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy được cấp ảnh của nhà Hales được bám mắt chầu CNC kết nối với heo của Rainbow Motoba 2 bít xứng. Vì cái phần cấu tạo heo khác nên chủ xe cũng phải đặt làm một phát heo riêng biệt. Cái mẫu heo dầu này có mức giá tầm khoảng 30 triệu đồng bởi là mẫu được CNC nguyên khối chứ không phải là hai mảnh ráp như mà ta từng thấy. Cái đĩa của Rainbow trước với những cái đường phay cắt nhẹ nhàng giúp cho xe trông góc cạnh thẩm mỹ hơn. Bỏ đi cái phần lốc gió nguyên bản, chủ xe đã sáng tạo bằng cách sử dụng là Longbo để làm cái bộ lốc gió cho chiếc xe cơn của mình rất là mẫu và lạ mắt. Cho người chạy từ phía sau cái cảm giác như là xe được độ là hai ống xả vậy. Xung quanh lốc máy được trang bị bằng ốc titan xanh tím và lục bảo nhìn rất đẹp mắt. Hệ thống treo sau đã được thay đổi hoàn toàn mới. Việc là thiết kế nằm xéo lấy cảm hứng từ những dòng Ducati thần thánh, sử dụng cái phục Hoylin Raider để đáp ứng được đúng cái chiều cao phù hợp với chiếc xe, dễ dàng là chế cháo. Ngoài ra xe đã được lên phanh đĩa sau, phải dụng là cái đĩa của Gaffer kết hợp cùng với heo dầu phanh đồ 2 bánh xứng làm cái chủ đạo chính cho chiếc xe cưng.
trang bị ống xả thương hiệu của Anubis, có tên rất quen thuộc, là nổi tiếng anh em chơi xe nhất với những tài yêu tiếng ẩu. Cây phục này được minh lại bằng cổ titan, nhìn cũng rất là lung linh. Cảm ơn bạn đã theo dõi cái tiếp, nhớ like, subscribe.